Hoan hỷ chào đón cư bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cư bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 đón Tết 2024 ấm no, giàu sang, hạnh phúc, ăn Tết cực linh đình, tiền vàng nhất chật kiết. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tránh mọi tai ương. Chúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, đón Tết 2024 âm lịch, phú quý đủ đầy, cực giàu có. Chẳng cần lam lũ qua loa, tam tai đã hết vinh hoa sẵn dành, thần tài chưa đến gọi danh, trời cao sáng tỏa công thành phất lên, chín đời cửu ngũ phía trên, vinh hoa phú quý phất lên cửa nhà. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Mậu Ngọ sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Mậu Ngọ hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Mậu Ngọ phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Mậu Ngọ đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Mậu Ngọ không được dễ dàng làm mấy. Mậu Ngọ thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Mậu Ngọ hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Mậu Ngọ những điều bất như ý anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Mậu Ngọ hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Mậu Ngọ đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Mậu Ngọ. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Mậu Ngọ nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Mậu Ngọ thay đổi thì thái độ của Mậu Ngọ cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Mậu Ngọ sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Mậu Ngọ chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý anh chị Mậu Ngọ thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Mậu Ngọ có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ, không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị theo dõi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tuổi Ngọ được coi là con giáp du mục trong 12 con giáp, người sinh tuổi Ngọ luôn tới lui từ chỗ này sang chỗ khác, nhảy từ dự án này sang dự án nọ, chương trình này sang chương trình khác. Họ là người ưa thích sự đổi mới, ham hoạt động, thích độc lập, khó thích ứng với công việc có tính cố định và nhàm chán. Người sinh năm Ngọ rộng rãi, hào phóng, mẫn tiệp, trang điểm hợp thời, giỏi đối đáp ngoại giao, sức quan sát tốt, đầu óc nhanh nhẹn, cởi mở, dí dỏm lý thú, thích tự do đi đây đi đó, không chịu sự ràng buộc vào bất cứ cái gì, thích làm việc theo sở thích, hay thay đổi, dễ đam mê và cũng mau chán, tính khí nóng nảy, khi bị chọc tức thì lửa giận bừng bừng, song cũng hết giận rất nhanh. Những người có cung mệnh này thường khá bốc đồng, họ không chịu nổi những gì tẻ nhạt dập khuôn, họ có khuynh hướng rất thích đi xa và không dừng ở đâu lâu được. Màu sắc họ yêu thích
là vàng và cam, tất cả hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu, tạo nên một sự thoải mái, tinh tế mà chân thành phù hợp với cá tính của những người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ ưa hoạt động, họ làm việc không mệt mỏi để hoàn thành công việc, nhưng đó phải là thời hạn do chính họ đặt ra. Người tuổi Ngọ có biệt tài tính toán nhan như chớp, có thể phân tích tình huống và con người trong nháy mắt, nhưng đôi khi lại quá nhanh nên đã hành động trước khi nhìn thấy toàn bộ vấn đề. Có khả năng đảm nhận nhiều việc cùng một lúc, họ thường xuyên bận rộn và thích được thử sức mình, vì thế họ có thể bị kiệt quệ sức lực tinh thần lẫn thể xác. Người tuổi Ngọ có tham vọng và tự tin vào khả năng riêng, họ chẳng mảy may quan tâm xem người khác nghĩ gì và giỏi tránh né vấn đề. Đôi khi họ kém kiên nhẫn và dễ nổi nóng, dù rằng họ chẳng mấy khi thù oán ai, cá tính xúc động sẽ thiếu những suy nghĩ chín chắn nên hay bỏ lỡ những cơ hội tốt. Trời sinh ra họ có cá tính đa biến, nhất là họ lại có đặc điểm thích mới nới cũ. Họ thường tỏ ra hiếu kỳ mãnh liệt trước bất kỳ công việc mới mẻ nào, không thích những công việc đơn điệu, ít thay đổi. Do cá tính thẳng thắn nên có chuyện gì người tuổi Ngọ thường hay bộc lộ ngay. Họ không thích những ai tính tình thăng trầm, lắm mưu mẹo. Họ thích sống vui vẻ, lạc quan yêu đời, có chí tiến thủ, hết mình trong công việc, nhiệt tình thân ái trong quan hệ. Ở họ luôn bùng lên một sức sống tươi trẻ, khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái. Họ cũng là người có lòng chính nghĩa, yêu ghét rõ ràng, thông minh, lanh lợi, phản ứng nhanh, có giác quan thứ 6 nhạy bén, vui vẻ hòa đồng. Họ luôn được nhiều người yêu mến và có nhiều bạn tốt, mặc dù hơi thất thường, họ luôn là người thân, người yêu, người bạn chân thành và đáng tin cậy. Những người sinh năm con ngựa thường có cá tính phóng khoáng, không căn cơ, có năng lực suy nghĩ độc lập và ít để bụng. Họ có lòng tự tin cao, đối nhân xử thế tốt, gặp việc gì họ cũng thường bắt tay làm ngay, không chần chừ do dự. Nhưng chính sự nhanh nhẹn đó lại cấu thành nên điểm yếu của họ, nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Tính thiếu kiên nhẫn này khiến cho tuổi ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Nhược điểm lớn nhất của người tuổi Ngọ là tính tình nóng nảy, gấp gáp, cố chấp, không lường đến hậu quả. Họ hay dao động, khó ràng buộc, đứng núi này trông núi nọ, có lúc ham muốn lớn nằm ngoài khả năng sức lực của bản thân. Họ luôn lấy việc giúp người khác làm vui, không thể khước từ lời yêu cầu của người khác, nên thường vì đôi lời tán dương mà đáp ứng quá nhiệt thành. Trong trường hợp thiếu suy nghĩ kín kẽ, họ hay hành sự theo kiểu cảm tính, làm những điều không sao hiểu nổi. Đây cũng là một trong những nhược điểm lớn nhất ở họ. Họ là người có tinh thần độc lập cao nên sớm lập được sự nghiệp cho riêng mình. Nhiều ví dụ cho thấy người tuổi Ngọ thời trẻ thường xa gia đình, dù ở nhà tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Họ thà nắm chắc tình huống trong tay mình trước chứ không chờ đến kẻ khác tác động hoặc cho ý kiến. Họ giỏi tự lực cánh sinh, dũng cảm xông lên phía trước, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để vượt qua người khác. Tính một thân một ngựa này khiến cho họ dễ thành công hơn. Họ cũng là những người luôn luôn lạc quan cho dù gặp phải khó khăn, thất bại. Do vậy, họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai, làm lại từ đầu tạo dựng sự nghiệp. Trong quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn, họ là những người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, dám xông vào hiểm nguy để giải quyết vấn đề khi gặp sự cố. Tuổi Ngọ có tinh lực dồi dào, ưu điểm nổi bật của họ là rất tự tin. Khi gặp buổi tụ hội hay hoạt động nào đó, họ thường hay trau chuốt ngoại hình, ăn mặc vừa đặc biệt, đẹp đẽ và giản dị, tiện lợi, thông minh, hòa đồng, hoạt bát, đầy nhiệt huyết và luôn tràn trề sinh lực. Người tuổi Ngọ thường là trung tâm của những bữa tiệc, những cuộc hội họp. Họ thích sống trong môi trường sôi nổi và vui vẻ. Trong các buổi tiệc tùng, bạn sẽ thấy tuổi Ngựa là tuổi thường hay có mặt nhiều nhất. Họ cũng là những người rất hiếu khách, thích những bữa tiệc thân mật, ấm cúng và vui nhộn. Họ giao tiếp rộng, nhiều bạn bè, mỗi ngày lại kết thêm bạn mới, tuy nhiên lại chẳng bao giờ dựa dẫm vào những người bạn này. Tuy nhiên, có một điểm lạ là tuổi Ngựa hay cảm thấy mình hơi thua kém bạn bè chút đỉnh, nên hay thay đổi nhóm bạn chỉ vì vô cớ cảm thấy mình có gì không hoàn chỉnh lắm. Người tuổi Ngọ thích các hoạt động rèn luyện về trí tuệ và thể chất. Mọi người có thể dễ dàng nhận ra người tuổi Ngọ trong đám đông qua cử chỉ nhanh nhẹn, tư thế tao nhã và cách nói năng từ tốn của họ. Họ cũng phản ứng rất nhanh, quyết đoán kịp thời. Ngựa thuộc vào các con giáp nằm phía đông, đại diện cho các công tử hào hoa, phong nhã, thích hưởng thụ và các tiểu thư yểu điệu, xinh tươi. Họ ưa thích sự náo nhiệt, đối xử với mọi người khẳng khái, rộng rãi. Họ làm việc linh hoạt, cũng giống như quan điểm về tình yêu của họ vậy, hơn nữa còn rất nhạy bén cơ động, luôn chi phối những người xung quanh. Những người tuổi Ngọ thường rất khéo tay, nhưng họ cũng thường hay bỏ dở công việc khi có những thứ khác thu hút sự chú ý của họ hơn. Điều cần bổ sung lớn nhất cho tuổi Ngựa là phải tập cho tâm tính hòa nhã, có như vậy mới không bị cho đảo và thấy rằng hạnh phúc trong đời là ngay đây, không phải đâu xa. Nhìn bề ngoài họ có vẻ ung dung tự tại,
song bên trong họ lại hay nóng vội, thiếu kiên nhẫn, hay phán đoán sự việc bằng ấn tượng đầu tiên, dựa vào trực giác suy đoán tương lai, song điều kỳ lạ là trực giác của họ rất ít khi sai. Nhược điểm của người tuổi Ngọ là khi gặp chuyện thì nóng nảy, cố chấp, tính khí quá mãnh liệt, nhưng chuyện qua rồi thì quên rất nhanh, còn nữa họ không thể nhận thức một cách tỉnh táo về nhược điểm của mình, và khó sửa chữa thiếu sót trong một thời gian ngắn. Điều này đôi khi khiến họ có thái độ thiếu tôn trọng người khác, thậm chí gần như thô bạo. Anh ta luôn yêu cầu người khác làm việc với tốc độ nhanh giống mình, khi không đạt được hiệu quả như dự tính thì lập tức cầu nhàu luôn miệng, tỏ vẻ không vui. Anh ta thường thỏa mãn với thành tích nhỏ xíu một cách ấu trĩ, rồi chìm đắm trong đó, hơn nữa còn hay quên làm việc lơ đãng thiếu tập trung, đôi khi còn sai giờ, không ăn khớp. Người tuổi Ngọ thường thích gì làm nấy, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, thích bạn bè người thân vây quanh phục vụ cho mình, mẫu người này luôn hướng người khác theo suy nghĩ của mình. Bằng những lời lẽ đầy sức thuyết phục, khi trình bày suy nghĩ của mình, anh ta thường khoa chân múa tay, chưa nói hết toàn bộ những gì chất chứa trong lòng, thì chưa chịu thôi. Người tuổi Ngọ họ rất khó thích ứng với thời gian biểu cố định do người khác đặt ra, hơn nữa họ thiếu tính nhẫn nại khi phải theo một khuôn khổ nào đó, không thích hợp với các công việc đơn điệu, trùng lặp, thiếu biến hóa. Nếu phải làm việc một nơi cố định, lặp đi lặp lại, họ sẽ không phát huy được hết tài năng và cảm thấy đó là điều bất hạnh không sao chịu nổi. Cho nên tốt nhất hãy cho họ làm các công việc có tính năng động và sáng tạo như nghệ thuật, văn hóa, học thuật, tôn giáo, báo chí, xuất bản, biểu diễn, phục tràng. Ngoài ra, họ cũng thích hợp với công việc dạy học, cố vấn, nhà tâm lý, phiên dịch. Trong những công việc khó khăn, họ luôn tìm ra phương cách tối ưu đạt hiệu quả cao nhất. Sự linh hoạt, óc nhạy bén và khả năng học hỏi nhanh giúp họ có thể phù hợp với hầu hết các ngành nghề. Đặc biệt khả năng ngôn ngữ của họ rất sắc bén, tinh tế, vì thế họ có thể hoạt động rất tốt trong những lĩnh vực truyền thông, giao tiếp. Doanh nhân năm Ngọ là những người nhạy bén, giỏi nói, giỏi giao tiếp, khi biện bạch rất có logic, hành động của họ nhanh nhạy, có đầu óc quan sát thị trường và những sự biến động của nó để tìm ra quy luật đúng. Anh ta sẽ nghĩ nhiều chủ ý mang tính xây dựng, tìm ra những cao chiêu để giải quyết vấn đề. Người tuổi Ngọ giỏi tháo gỡ những sự việc rắc rối như mớ bòng bong, cho nên nếu bên cạnh bạn có một người tuổi Ngọ giúp sức, bạn có thể yên tâm giao hết mấy chuyện phức tạp rối như tơ vò cho anh ta giải quyết. Khi được quyền tự do xử lý những việc đó, anh ta sẽ đạt được thành tích cao, nhưng hãy nhớ luôn luôn thúc giục, đôn đốc, bằng không anh ta sẽ lơ là, không chú tâm. Nữ giới sinh năm Ngọ thì sinh khí dồi dào, cử chỉ thanh nhã, trang điểm hợp thời, hoạt bát, ngón tay nhỏ nhắn, thân hình thon thả, song có thể làm quán quân trong giới thể thao, lái xe hoặc là một phụ nữ suốt ngày kể lể, căn nhằn luôn miệng. Người nữ tuổi Ngọ là người ham hoạt động và cùng một lúc thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Họ là người lúc nào cũng bận rộn vì công việc. Cô ta có thể cùng một lúc sửa móng tay, xem tivi, chăm sóc con cái và gọi điện thoại cho bạn bè. Cô cho rằng nghỉ ngơi thật là thừa, vì vậy hoạt động vui chơi giải trí của cô đối với chúng ta quả là hình thức là dao động nặng nhọc, hao phí tinh lực. Nếu có ai đề nghị đi leo núi, chỉ cần cho cô 2 phút đeo ba lô, cô sẽ tiến bước trên con đường mệt nhọc đó. Nữ giới tuổi Ngọ thích sắp đặt mọi chuyện đâu vào đó, cô có tinh lực sung mãn, nếu được cô có năng lực xuất hiện tại các chỗ khác nhau. Đôi khi người ta bàn tán cô cạnh tranh với họ, bởi vì không ai trong số những người xung quanh có năng lực làm được nhiều việc đến thế, tốc độ đến thế. Tuổi Ngọ là những người có chí tiến thủ, giàu tinh thần tự lập, tự cường, đây cũng là những người dũng cảm, không ngại gian khổ và thử thách. Trong quan hệ làm ăn, doanh nhân tuổi Ngọ khá chân thành, đáng tin cậy, họ luôn giữ chữ tín với bạn hàng, họ cũng không ngại khi phải đối mặt với hiểm nguy để giải quyết vấn đề nếu có sự cố nảy sinh. Doanh nhân tuổi Ngọ là những người nhanh nhạy, trong cả lời nói và hành động, họ giỏi quan sát thị trường, cũng như nắm bắt sự biến động của nó. Để tìm ra hướng đi đúng cho công việc của mình, họ cởi mở, vui tính, thích sự tự do và luôn muốn được làm việc theo sở thích. Nhược điểm của doanh nhân tuổi Ngọ là thiếu kiên nhẫn, thường đứng núi này trông núi nọ. Nữ doanh nhân tuổi Ngọ là người ham hoạt động, họ cũng có khả năng đảm nhiệm và thực hiện nhiều công việc khác nhau trong cùng một thời gian. Thuở nhỏ người tuổi Ngọ thường gặp nhiều hoạn nạn, trắc trở, hoàn cảnh cuộc sống cũng không thật tốt. Vì thế nên thời kỳ thanh niên sau này của bạn cũng bị ảnh hưởng. Thời thơ ấu bạn gầy gò èo lả, nên hay có bệnh tật. Cha mẹ bạn có thể vì những trăn trở của cuộc sống nên không săn sóc bạn được, thiếu sự quản giáo của cha mẹ, nên bạn thường gây ra những rắc rối nhỏ, chẳng hạn như bị thương ở tay chân, khiến cha mẹ giật mình. Còn đến thời kỳ thanh niên, những vấn đề khó khăn bạn phải đối mặt cũng rất nhiều, chẳng hạn như học hành, xin việc, thường khiến bạn cảm thấy mọi việc mới gian truân làm sao. Đến thời trung niên, bạn cũng hay gặp những trắc trở tương tự, vì thời trẻ bạn thường rời xa gia đình,
kiếm tìm lý tưởng ở bên ngoài. Những thất bại liên tiếp khiến bạn càng thất vọng hơn nữa, nhưng tuổi già của bạn khá êm đềm, hạnh phúc. Về mặt tài vận, vì bạn thường nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, nên bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Đó là nhờ các mối quan hệ ngoại giao rộng, thái độ viên mãn về cuộc sống đã đem lại phúc tài cho bạn. Tuy nhiên, bạn không kiếm tiền dựa vào các phương pháp thiết thực và ổn định, cũng không lợi dụng các khoản đầu tư kinh tế để làm giàu. Bạn dựa vào các mối quan hệ ngoại giao của bạn, làm việc nhờ môi giới, rất thiếu tính ổn định và không đáng tin cậy, nên bạn không có nguồn thu nhập cố định, thậm chí còn chịu cảnh túng thiếu. Trong suốt cuộc đời, bạn đạt được nhiều thành công và cũng không ít thất bại, mọi thứ đều dễ biến đổi. Bởi vậy bạn nên hiểu rõ cái vận thế lên nhanh xuống mau của bạn. Nếu bạn lơ là, thiếu thận trọng giây lát, rất có khả năng khiến bạn phá sản, thậm chí chẳng còn đất dung thân. Bạn phải thận trọng hơn nữa, chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bản thân, nắm chắc thời cơ, thành công ở ngay trước mắt bạn. Trong công việc đứng trước khó khăn, thử thách, tuổi ngọ không bao giờ sợ hãi, lùi bước, ngược lại càng khó khăn họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy những lúc gặp phải gian nan, khó khăn, tuổi ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuổi ngọ năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê công việc, họ dường như không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Ngược lại, tuổi ngọ còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ, có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống để đạt được thành công. Tuổi ngọ đã phải trải qua không ít khó khăn, thất bại và cả sự tuyệt vọng. Khi họ nhận ra những thay đổi nhanh chóng luôn khiến họ rơi vào tình thế khủng hoảng, thì cũng là lúc tuổi ngọ quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên con đường mình chọn, dù có đầy chông gai gian khổ. Tổng quan tử vi năm 2024 của người tuổi Mậu Ngọ 1978. Tuổi Mậu Ngọ sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Cầm tinh con ngựa, thiên can Mậu kết hợp với địa chi Ngọ mang ý nghĩa cứu nội chi mã, ngựa trong chuồng. Tuổi Ngọ 1978 mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, xét theo thuyết ngũ hành. Mệnh hỏa của tuổi bình hòa với mệnh hỏa của năm, đây là điều tốt lành. Thiên can Mậu tương khắc với thiên can Giáp, địa chi Ngọ bình hòa với địa chi Thìn. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn vừa có thuận lợi, vừa có thử thách. Với chiều sâu kinh nghiệm, Mậu Ngọ có thể đảm nhận những vị trí từ thấp đến cao trong công việc, đạt hiệu quả năng suất cao. Tuổi Mậu Ngọ 1978 là mẫu người luôn dũng cảm trong mọi công việc, kết hợp với sự nhạy bén trong nhìn nhận cơ hội, chỉ cần kiên trì và nỗ lực, thành công là điều nằm trong tầm tay. Năm nay mệnh chủ có nhiều nhân duyên tốt, được mọi người quý mến và kính trọng. 1. Sao chiếu mệnh. Chủ năm mạng Mậu Ngọ gặp sao chiếu mệnh Thổ Tú trong năm 2024 trong hệ thống cửu diệu niên hạn, Thổ Tú chủ về công danh sự nghiệp. Sao này có thể gây ảnh hưởng đến những người tuổi Ngọ có tính cách nóng vội, hiếu thắng. Nếu nam mạng 1978 là người biết tu dưỡng lời nói, làm gì cũng có sự chuẩn bị và tinh thần trách nhiệm, thì mọi việc sẽ thuận lợi thành công. Đối với nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024, nữ Mậu Ngọ gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao này chủ về vấn đề giấy tờ, kiện tụng. Sao Vân Hớn gây ảnh hưởng tới những nữ tuổi Ngọ có tính cách cứng nhắc, nóng nảy. Còn nếu mệnh chủ là người biết và lắng nghe, nhìn nhận vấn đề thấu đáo, thì sẽ có quyết định và hành động sáng suốt. Để giảm bớt tác động của sao Vân Hớn trong năm nay, nữ Mậu Ngọ nên cẩn thận trong vấn đề hợp đồng, hóa đơn chứng từ, làm việc gì cũng cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, thì vận trình sẽ được suôn sẻ. 2. Vận hạn. Người sinh năm 1978 gặp hạn ngũ Mậu trong năm 2024, vận hạn này chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc, do đó mệnh chủ trong năm nay nên chú ý giữ gìn tài sản cẩn thận, tránh bị mất mát. Để giảm trừ tác động xấu của hạn ngũ Mậu, Mậu Ngọ nam mạng nên quản lý tài chính thật tốt, chi tiêu tiết kiệm. Nếu có ý định đầu tư tiền bạc vào một lĩnh vực mới, cần suy xét tính toán cẩn thận, kiểm tra giấy tờ rõ ràng để không bị nhầm lẫn. Với nữ mạng, mệnh chủ Mậu Ngọ 1978 nữ mạng gặp hạn ngũ Mậu trong năm 2024, vận hạn ngũ Mậu chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Gặp vận hạn này, nữ mệnh Mậu Ngọ 1978 không nên quá tin người để tránh bị lợi dụng. Nữ mệnh Mậu Ngọ có tính cách nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng mệnh chủ cần giúp người đúng việc để không tổn hại đến bản thân mình và gia đình. Trong năm nay, nữ tuổi Ngọ 1978 cũng nên duy trì lối sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để tình hình tài chính được an toàn. 3. Vận niên.
tuổi Mậu Ngọ nam nữ mạng 1978, gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt trong năm Giáp Thìn, có nghĩa là mèo chơi trăng. Vận niên này mang ý nghĩa về sự thảnh thơi, an nhàn, mệnh chủ nếu biết cân đối giữa công việc và tận hưởng cuộc sống thì sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Trong công việc mệnh chủ hãy làm việc theo kế hoạch đề ra, chậm mà chắc, tuy sự nghiệp không có những bước phát triển nhảy vọt, nhưng lúc này sự ổn định về kinh tế sẽ làm nên tâm lý biết đủ là đủ, giúp Mậu Ngọ hài lòng với những gì mình đang có. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận khí của người tuổi Mậu Ngọ đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024 khá lý tưởng, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, tin vui tới tấp. Có quý nhân tam hợp nâng đỡ, quý nhân vận của những chú ngựa trong tháng rất vượng, làm việc gì cũng có người trợ giúp, chỉ dẫn tận tình tìm được bước ngoặt trong tình thế nguy cấp. Nếu nhân lúc này bản mệnh có thể chớp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh, cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Địa chi bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, do đó, bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau, nhờ vậy, tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn, tuy nhiên bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận, để đề phòng họa hao tài trong tháng riêng, bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình. Về tình cảm, tháng này đào hoa khoe sắc rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân, tình cảm thăng hoa, bạn có thể gặp gỡ đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa từng nghĩ tới, các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình, có người còn đón tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Sức khỏe, về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên bạn vẫn chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ 1978, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi Tết tuổi Mậu Ngọ âm lịch về sự nghiệp nhận thấy, cục diện tam hợp xuất hiện hứa hẹn vận trình công danh của người tuổi này rất thuận lợi, gặt hái thành quả tốt đẹp, quý nhân vận khá vượng. Những chú ngựa có thể yên tâm tận hưởng một tháng đầu năm làm gì cũng thông thuận, luôn có người bên cạnh đỡ đần, chỉ dẫn đường đi nước bước, dù đương đầu với khó khăn, cũng sớm tìm được lối thoát. Lại thêm chính quan tương trợ, đường quan lộ của mệnh chủ đang rất rộng mở, bạn làm việc đến nơi đến chốn, có trách nhiệm với mọi việc nên được đồng nghiệp xung quanh tín nhiệm, cấp trên hài lòng, nếu nhân lúc này, bản mệnh có thể chớp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể. Chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Hơn nữa, mùa xuân là thời điểm dương khí thịnh, khí thế bừng bừng, thích hợp động hơn tĩnh, do đó, bản mệnh có thể cân nhắc triển khai các dự án, kế hoạch mới mang tính dài lâu ngay ở thời gian cát khí lan tràn này, cũng rất thích hợp, tỷ lệ thành công khá cao, trong quá trình thực hiện đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chông gai, sóng gió. Song đó đều là những chướng ngại vật cần có trên chặng đường thành công để thử thách và tôi luyện bạn. Người luôn nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ là người nếm được quả ngọt. Càng xông xáo chủ động, không quản ngại khó khăn hay vất vả, thì những chú ngựa càng dễ gặt hái thành quả ngọt ngào. Còn nếu cứ sợ bóng, sợ gió, chấp nhận an phận, không dám bứt phá, thì bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ, có một cuộc sống thường thường bậc trung. Xét phương diện tài lộc, tuổi Mậu Ngọ 1978, Tết 2024 âm lịch. Tử vi 12 con giáp 2024 nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, đường tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ cũng khởi sắc trông thấy. Chính tài trong tháng khá vượng, là điềm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng đầu năm khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Địa chi lâm bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, ký kết, do đó bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau ngay trong tháng này, tỷ lệ hợp tác thành công không hề thấp chút nào, tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài trong tháng đầu năm mới, bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình. Như lễ hội, dỗ chạp, cưới xin, càng sớm học được cách quản lý tài chính tốt, bạn càng sớm làm giàu cho chính bản thân mình.
Bởi đó vừa là tiết kiệm cho tương lai, vừa là đầu tư khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền, vốn dĩ cơ hội phát tài thường không có quá nhiều, đừng tự tay khiến tài khí hao tổn. Theo phong thủy phi tinh trong tháng này, sao bát bạch chủ tài lộc cư ngụ ở phương Đông Bắc, tại vị trí này bạn không nên để đồ đạc, rác thải bừa bãi, bẩn thỉu, kẻo tài lộc hao tán. Xét phương diện tình duyên tuổi Mậu Ngọ 1978, Tết 2024 âm lịch. Trong năm Giáp Thìn 2024, đời sống hôn nhân của Mậu Ngọ rất vui vẻ, hạnh phúc, mệnh chủ và người bạn đời chung sống viên mãn, cùng thấu hiểu và bao dung cho nhau trong cuộc sống. Năm nay mệnh chủ nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, cùng sum vầy, gặp gỡ, trò chuyện động viên cha mẹ và thể hiện sự yêu thương tôn trọng các con. Gia đình luôn là nguồn động lực to lớn và là tài sản quý giá nhất của Mậu Ngọ. Xét phương diện sức khỏe tuổi Mậu Ngọ 1978 Tết 2024 âm lịch. Ở tuổi trung niên, anh chị Mậu Ngọ nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe của mình, hạn chế làm việc lao lực, tránh xa bia rượu và các chất kích thích để bảo vệ cơ thể, thăm khám định kỳ để biết rõ tình hình bản thân và có sự điều chỉnh thói quen sinh hoạt hợp lý. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Ngọ nên vận động thường xuyên, chọn bộ môn thể thao phù hợp để theo đuổi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì mệnh chủ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc và cuộc sống. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông, thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. 1. Hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. 2. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Vâng, thưa anh chị tuổi Mậu Ngọ, chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt để cầu may mắn trong năm mới. Người đến xông nhà được chọn là người hợp tuổi với gia chủ, nếu người đó sống đức độ, hiền lành thì càng mang nhiều phước khí. Gia chủ Mậu Ngọ khi chọn người xông nhà nên chọn các con giáp Dần, Tuất theo tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất hoặc tuổi Mùi theo nhị hợp, Ngọ, Mùi. Ngoài ra, gia chủ mệnh hỏa nên chọn người đến xông nhà có mệnh mộc sẽ rất tốt. Mậu Ngọ nam mạng 1978 nên chọn những người có tuổi sau đến xông nhà đầu năm 2024, Bính Dần 1986, Tân Mùi 1991, Giáp Tuất 1994, Mậu Dần 1998, Quý Mùi 2003, Bính Tuất 2006. Người đến xông nhà không phân biệt giới tính, là nam hay nữ đều tốt, chỉ cần đó là người sống đức độ, chân thành và thành đạt, sẽ mang đến nhiều phúc khí cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, nam Mậu Ngọ nên đi về hướng Đông Nam để đón tài thần, đi về hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Các giờ hoàng đạo tốt cho việc xuất hành bao gồm giờ Ngọ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tị 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Quý vị thân mến, bạn phải là người làm chủ cảm xúc. Nếu trở thành nô lệ của cảm xúc, bạn không những không làm chủ được vận mệnh của chính mình, mà thậm chí còn bị kẻ khác lợi dụng. Vận may đến từ nụ cười, người ta thường nói những người hay cười sẽ ít khi gặp xui xẻo. Trong giao tiếp giữa các cá nhân, nụ cười có thể mang lại những mối quan hệ gần gũi hơn, trong khi những người bi quan chỉ đơn giản tin rằng những người kém may mắn không thể nở nụ cười.
Rõ ràng những người bi quan luôn bi quan trong mọi việc, mặc dù không sai khi dùng quan hệ nhân quả để giải thích cho vận may và nụ cười của một người, nhưng họ bỏ qua thực trạng vòng luẩn quẩn trong cuộc sống. Nếu một người đang khóc vì xui xẻo, vận may của họ sẽ khó có thể khởi sắc hơn, vì không ai muốn ở gần năng lượng tiêu cực cả. Một số người nói rằng hạnh phúc là chiếm hữu, bất hạnh là mất mát. Trên thực tế, khi một người không còn quan tâm đến được và mất, đó là lúc họ sống thoải mái nhất. Tức giận có khả năng gây áp lực. Điều tồi tệ nhất trên thế giới là khuôn mặt tức giận. Người ta thường mất lý trí khi tức giận. Có câu nóng này là quỷ. Người nóng giận là người dễ hành động bốc đồng nhất. Những quyết định đưa ra khi đó rất dễ dẫn đến những hậu quả không thể nào khắc phục được. Hối hận quá nhiều đều xuất phát từ sự hối hận. Phần lớn sự hối tiếc trên thế giới này không phải là những gì bạn đã không làm ngay từ đầu, mà là những gì bạn đã làm ngay từ đầu. Thế giới vốn phức tạp, không ai tránh khỏi những điều tồi tệ, nhưng không phải ai cũng biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Lo lắng là một gánh nặng. Khi mọi chuyện không suôn sẻ, theo bản năng, người ta nổi giận. Những người có thể kiềm chế cơn tức giận được gọi là xuất sắc, đó là khả năng im lặng. Bình tĩnh trong trường hợp rắc rối, giải quyết nó một cách dễ dàng. Một ngày nào đó, bạn sẽ thấy rằng thăng trầm của cuộc sống chỉ có thể tự mình gánh vác. Dù mối quan hệ thân thiết đến đâu, trong một số việc bạn không thể cứu được đối phương và họ không thể làm hộ bạn, trưởng thành là phải học cách để bản thân không bị bầm dập. Không ai có thể sống dưới sự che chở của người khác cả đời. Bình tĩnh không chỉ là sự tự tin, mà còn là biểu hiện của sự tu dưỡng bản thân và trí tuệ. Trong cuộc sống có rất nhiều điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Trước những điều không như ý, hãy giữ cho mình sự tỉnh táo và bình tĩnh, tiết chế cảm xúc thật tốt, để có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống xấu. Cuộc sống của người có tính khí tốt sẽ ngày càng tốt hơn, còn người tính tình xấu chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bạn phải là người làm chủ cảm xúc. Nếu trở thành nô lệ của cảm xúc, bạn không những không làm chủ được vận mệnh của chính mình, mà thậm chí còn bị kẻ có tâm cơ lợi dụng. Học cách buông bỏ. Phải thừa nhận rằng một số thứ đã định sẵn không thuộc về mình, lúc này học cách chấp nhận số phận của mình. So sánh một cách mù quáng sẽ chỉ đẩy mình xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Đừng quá ám ảnh chuyện làm người, hãy buông tay khi nên buông tay. Thay vì lãng phí thời gian và sức lực cho những vướng mắc đau đớn, thì thả chọn cách buông bỏ, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì cũng không cần tốn quá nhiều thời gian cho nó. Thời gian giống như một mũi tên, thứ quý giá nhất của đời người chính là thời gian. Hãy để những chuyện đã qua trôi qua. Dù bạn có phải chịu những ân oán gì lúc đó đều đã trở thành quá khứ. Nếu bạn vẫn cố chấp hận thù và không muốn buông bỏ, thì chỉ có bản thân bạn là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ những ai có nắng trong tim mới có thể sống hạnh phúc. Vận may của con người là một từ trường. Những người may mắn sẽ ngày càng tốt hơn, những người không may mắn sẽ ngày càng tệ hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.